Dương Thụy, anh phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình. Cảm xúc của tôi không tốt à? Sao vậy? Trung Ninh, cô sao vậy? Tôi khó chịu. Đừng lo lắng, đừng gấp. Có ai không? Có ai không? Chúng tôi bị nhốt trong thang máy rồi. Có ai không? Đỡ hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Thế nào? Cô kiên trì một chút. Tôi cởi đồ ra. Cô ngồi lên đất. Nào. Không ngờ cô còn yếu ớt như vậy. Tôi biết các anh đều cảm thấy tôi rất tùy ý mà. Nhưng mà chỉ khi như vậy, tôi mới không bị tổn thương. Đúng vậy. Cô rất tùy hứng. Đây là nguyên nhân để tôi thua cô ấy à? Xin anh nói thật lòng cho tôi biết, rốt cuộc tôi có điểm nào không bằng cô ấy? Sao mà so sánh được? Không thể so được. Hai người các cô giống không phải là cùng một kiểu người. Sao vậy? Loại người như tôi không tốt đúng không? Không phải. Không có gì là không tốt cả. Thật à? Nhưng mà chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, đúng không? Có lúc không thể nói rõ ràng được. Vậy anh với cô ấy là vừa gặp đã yêu à? Xem như là vậy. Cô biết không, có một loại cảm giác cô chưa bao giờ gặp được, chưa bao giờ có được. Có hơi kỳ lạ. Khi cô gặp được một người thật sự khiến cô mê đắm, người khiến cô động lòng, thì cô sẽ có một xúc động muốn yêu người đó, bảo vệ người đó, thậm chí là hy sinh tất cả vì người đó. Cảm giác này rất đẹp, vô cùng đẹp. Dương Thụy, anh đừng nói nữa, tôi nghe mà khó chịu. Loại tình cảm của anh dành cho cô ấy mà ban nãy anh miêu tả cũng chính là tình cảm mà tôi dành cho anh. Tôi hiểu cả. Tôi đều hiểu cả. Dương Thụy, anh có thể để tôi tạm thời ở bên cạnh anh là một người bạn bình thường thôi được không? Tôi hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội. Một cơ hội để tôi theo đuổi anh. Đương nhiên, cho dù kết quả như thế nào, tôi đều sẽ chúc anh hạnh phúc. Tôi biết khoảng thời gian qua, tôi đột nhiên trở nên rất ích kỷ, rất tùy hứng. Nhưng mà trong lòng tôi rất khó chịu.
Tôi muốn tìm một nơi để bộc lộ ra. Tôi mang tất cả mọi chuyện nên ra trách móc người khác. Thật ra trong lòng tôi rất rõ ràng. Không phải lỗi của người khác, mà là lỗi của bản thân tôi. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Dương Tuệ, tôi thật sự chỉ muốn biết tôi có thể làm bạn của anh được không? Cảm ơn anh. Xin lỗi. Thành phố đang bị mất điện trên diện rộng. Công việc sửa chữa của tôi không tới kịp, làm hại hai chị đợi ở bên trong thời gian dài như vậy. Tôi đại diện cho khách sạn, xin lỗi hai chị. Ngại quá, xin lỗi. Không sao đâu, đây là buổi sáng vui vẻ nhất mà tôi trải qua gần đây. Chúng ta đi thôi. Không sao. Ngại quá. Alo, giám đốc Chung, anh tới công ty đón tôi một chuyến trước. Chuyện tìm người anh phải nhanh chóng lên. Tìm thấy cô ấy chưa? Tôi vẫn chưa tìm thấy. Vậy được rồi, anh nhanh chóng lên. Anh có biết tôi quan tâm sự trong sạch của mình tới mức nào mà. Tôi biết rồi. Alo, Hạo Tử. Tôi vừa vào tới cửa nhà. Bây giờ à? Chuyện tôi nhờ cậu hỏi thế nào rồi? Được. Tôi thay quần áo xong sẽ qua đó ngay. Có tin tức gì chưa? Sao tôi có thể trở thành bạn thân với kiểu người này được chứ? Cậu nói xem. Anh em làm tiệc chào đón cậu, cậu tới muộn thì thôi, vừa vào cửa là hỏi chuyện phụ nữ. Hết cách. Cậu đừng có nói nhiều. Rốt cuộc có tin tức gì chưa? Không phải chứ ông anh, không phải tôi đã báo cáo với cậu trong điện thoại rồi sao? Cô an tâm kia của cậu giống như không khí vậy, không còn ở Trùng Khánh, không thấy đâu nữa. Kỳ lạ thật. Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu rồi? Lần này cậu đi công tác, ở cùng với Trung Ninh vẫn ổn chứ? Tôi đã nói chuyện với cô ấy một lần, giải quyết hòa bình rồi. Không dễ dàng gì. Sao rồi? An tâm vừa đi. Nhìn ra chỗ tốt của Trung Ninh rồi à? Cậu đừng nói lung tung nữa. Cô ấy từ bỏ thật rồi à? Có lẽ vậy. Cũng không hẳn. Cô ấy chỉ không muốn áp lực tôi quá nhiều. Cậu xem Trung Ninh người ta đi. Dương Tuệ hào phóng quá kìa. Trước đây sao tôi không nhìn ra? Cô ấy tốt thế nhỉ? Trải qua nhiều chuyện lung tung lộn xộn như vậy, tôi nhìn ra được rồi. Dương Tuệ à, cậu phải lựa chọn thì hãy chọn Trung Ninh. An tâm có gì tốt đâu chứ. Bí ẩn khó lường, trông cứ như là người của tổ chức ngầm vậy. Cô ấy còn lừa cậu không ít tiền đúng không? Đó chắc chắn là hiểu lầm. An tâm chắc chắn sẽ không lừa tôi. Cô ấy không xuất hiện, tất cả đều là giả. Cậu cứ đợi mà xem, sẽ có ngày cậu tỉnh ngộ thôi. Tiếp theo có dự định gì? Bình biết công ty tôi mấy hôm nay sẽ rất bận, không có thời gian gì cả. Tôi muốn tìm lại một dòng Trùng Khánh. Nếu tìm không thấy cô ấy, tôi sẽ đi Nam Tùng. Dù sao thì tôi cũng phải tìm thấy An Tâm.
Chỉ yêu đương một lần thôi mà thành ra như vậy rồi. Tôi nói này người anh em, cậu đổi tên đi, tên là Tình Thánh, Dương Tình Thánh. Nào nào, cạn một chai cho Dương Tình Thánh đi. Sao cô lại ở chỗ này của tôi? Tôi phát hiện cái ghế này của tôi có phải ngồi lên rất dễ chịu hay không? Sao mà ai nấy đều muốn tới đây ngồi vậy? Ai bảo anh cả ngày không thấy bóng dáng? Tôi chỉ có thể âm cây đợi thỏ thôi. Mấy hôm nay tôi bận lắm, chỉ tiếc sau một ngày không thể nhân đôi thời gian. Không tệ Dương Thụy, cũng khôi phục ý chí chiến đấu rồi đấy. Tôi xem trọng anh đấy. Đừng. Nói đi, có chuyện gì? Sao vậy? Không có chuyện gì không thể tới tìm anh à? Dương Thụy, anh nói xem hôm nay là ngày gì? Hôm nay à? Hôm nay có phải là ngày hẹn giám đốc Trương của Thành Kiện buổi tối ăn cơm không? Không phải, đó là ngày mai. Vậy hôm nay là ngày gì? Chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật cô à? Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn. Nói đi, muốn quà sinh nhật gì? Sau này tôi sẽ bù lại cho cô. Tôi tới đây không phải để đòi quà sinh nhật. Tôi chỉ nghĩ sinh nhật này là sinh nhật đầu tiên của tôi sau khi hai chúng ta quen nhau. Không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ muốn anh ăn cơm với tôi thôi. Dương Thụy, anh đối xử với bạn bè như vậy à? Được, tối nay tôi mời. Không cần, tối nay nghe tôi sắp xếp. Được. Không được không đến, không được đến muộn, không được đến xong rồi hối hận. Bye bye, đợi lát nữa gặp. Nào, mau ngồi xuống đi. Bỏ bàn ăn không dùng, lại cứ phải quỳ gối ăn, có mệt không? Anh lạc hậu quá đi. Anh có biết cái này là gì không? Gọi là tatami đó. Người Nhật Bản toàn ngồi như vậy. Hèn gì người Nhật Bản tiết kiệm như vậy. Cứ ngồi như vậy ăn cơm thì ăn được bao nhiêu đâu. Anh đủ chưa đó? Anh không cảm thấy ngồi như vậy rất ấm áp, rất lãng mạn, rất có cảm giác gia đình à? Nói thật lòng không cảm thấy. Con người anh, một là không có tình cảm, hai là không có sức tưởng tượng. Tôi cũng không biết tôi thích anh ở điểm nào nữa. Thích tôi ở điểm nào? Được rồi, rót rượu. Được rồi. Sinh nhật là lớn nhất. Cô nói xem, để nến lên trên bàn là được rồi mà. Còn phải mua cái giá cắm. Giá cắm nến này thôi đủ tiền điện một tháng của tôi rồi đấy. Được rồi Dương Thụy. Được rồi, không nói nữa, không nói nữa. Sinh nhật vui vẻ. Có thể có chút thành ý được không? Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Còn có cái gì khác nữa không? Còn có cái gì? Bài hát sinh nhật đúng không? Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Chúc Trung Ninh sinh nhật vui vẻ. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Được, sinh nhật vui vẻ. Bắt đầu. Đợi đã. Mời. Mời, mời. Mời, mời, mời. Được rồi, có thể ăn rồi. Nào.
Tiền Tam, tìm người thế nào rồi? Tôi nghi ngờ anh tôi đã tới Trùng Khánh rồi. Cậu bảo thuộc hạ giúp tôi tìm đi. Đúng rồi. Được, làm phiền cậu. Dương Thụy, thật sự rất cảm ơn anh đã mừng sinh nhật với tôi. Tôi thật sự rất vui. Vui là được rồi. Sinh nhật vui vẻ sẽ bù sau nhé. Anh thật sự muốn tặng quà sinh nhật cho tôi à? Đương nhiên là thật rồi. Nói đi, cậu muốn cái gì? Tôi... đắt quá thì tôi không mua nổi. Anh yên tâm, món quà mà tôi muốn chắc chắn sẽ không bắt anh phải tốn tiền. Dừng. Anh nghĩ lạc hướng rồi. Tôi muốn anh dẫn tôi đến nơi làm pha lê xem. Được không? Đi đến đó làm gì? Nơi đó không có gì đẹp cả. Tôi nói anh có thật lòng muốn tặng quà cho tôi không vậy? Chỉ có chút yêu cầu nhỏ xíu đó, anh cũng không thể thỏa mãn tôi được. Thế mà còn... Được rồi, đồng ý với cô. Thật à? Làm gì? Bây giờ không đi được đâu, người ta đóng cửa rồi. Tôi biết. Bây giờ tôi phải hưởng thụ bữa tối không có cãi nhau này mới được. Nào, uống rượu. Dương Thụy, Chung Ninh, cô nói trước đi. Hay anh nói trước đi. Tôi biết con người tôi có lúc rất điên, đừng để trong lòng. Người độ lượng không trách tội kẻ tiểu nhân. Nếu như anh đảm bảo sau này sẽ không đối xử hung dữ với tôi như vậy, thì tôi cũng đảm bảo rằng sau này sẽ không cãi nhau với anh. Được không? Một lời đã định. Một lời đã định. Ngoéo tay. Sao vậy? Tê à? Tê, đâu có tê. Không phải. Chân tôi tê. Anh không sao chứ? Không sao. Đúng thật là, phải có cách nào đó thôi. Không được, tôi nên ngồi sofa thì hơn. Uống xong rượu rồi, nếu không thì tôi khui luôn cả chai này nhé. Tùy cô thôi, muốn uống thì tôi uống cùng cô. Được. Dương Thụy, đồ mở nắp chai của anh ở đâu? Tìm thấy rồi. Cô tỉnh rồi à? Khoảng thời gian này, tôi đột nhiên cảm thấy nơi này của tôi giống một ngôi nhà rồi. Cảm giác trước đây chưa từng có. Tới rồi. Anh sao vậy? Tôi đột nhiên hơi say rồi. Anh không sao chứ? Không sao, nằm một chút là khỏe thôi. Nào, lấy cái gối dựa vào đi. Nào, dựa vào. Vậy tôi đi rót nước ấm cho anh nhé.
Tại sao cô lại tới Trùng Khánh? Tại sao cô lại làm nhân viên vệ sinh? Cô đã làm những gì với người bạn trai cũ của cô? Tại sao cô lại sợ hãi xuất hiện trước nơi đông người? Tôi cần anh tin tôi, tin tưởng rằng bí mật của tôi không liên quan gì đến chuyện giữa hai chúng ta. Dương Thụy, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Cô phải nghe tôi giải thích. Người tôi yêu là cô. Người tôi yêu là cô biết không?